Xin chào, tôi là dược sĩ Trang Nguyễn và hôm nay rất vui khi được trở lại cùng tất cả các bạn trên chuyên mục chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng Trang tìm hiểu về một vấn đề: tại sao nám da lại liên quan đến collagen? Và Trang có 3 phần chính muốn gửi đến bạn. Đầu tiên sẽ trả lời cho bạn câu hỏi tại sao nám da lại liên quan đến collagen. Thứ hai, giúp cho bạn chọn được dòng collagen tốt nhất để điều trị nám da tàn nhang. Và thứ ba, hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng đúng nhất. Nếu cho bạn quan tâm để giúp cho mình có được một cái gương mặt trông trở nên sáng, hồng hào, mịn màng hơn và nói không với nám da tàn nhang cũng như các vấn đề lão hóa, thì hãy bắt đầu đồng hành ngay sau đây cùng với Trang nhé. Phần đầu tiên chúng ta sẽ tìm câu trả lời tại sao nám da tàn nhang lại liên quan đến collagen. Có lẽ câu hỏi này mọi người đặt ra cho mình rất là nhiều, và các bạn cảm thấy là tại sao lại nám da tàn nhang mà lại có liên quan đến collagen? Collagen nó đóng vai trò như thế nào trong cái làn da của mình đây? Thì trước hết sẽ cho bạn thấy được câu trả lời đây. Thì collagen nó giữ một vai trò cực kỳ quan trọng đối với làn da. Nó chiếm 70% ở lớp hạ bì của da, là khung nâng đỡ vững chắc cho làn da của các bạn, là yếu tố quyết định da của bạn có săn chắc hay không, có đàn hồi hay không và có khỏe đẹp hay không. Một làn da căng bóng, mịn màng và khỏe trẻ theo thời gian là sự quyết định của collagen và sợi elastin ở dưới da. Nó luôn trong trạng thái khỏe mạnh nhất. Cho nên đơn giản thôi, bạn thấy nam giới và nữ giới cùng tuổi thì bạn thấy nam giới trẻ hơn nữ giới rất nhiều, và theo thời gian thì nữ của chúng ta già đi mà nam giới vẫn còn trẻ, đúng không? Là do cái mật độ collagen đó. Ở nam giới collagen nó nhiều hơn so với nữ giới, và cái mức độ lão hóa ở nam giới nó sẽ chậm hơn so với nữ giới rất nhiều, cho nên họ sẽ trông trẻ hơn các chị em cùng tuổi. Thì collagen nó là yếu tố quyết định sự săn chắc, sự khỏe cho làn da. Nếu như cái kết cấu này nó bị lỏng lẻo, nó bị yếu ra, nó giãn nở ra thì da của các bạn sẽ bắt đầu lão hóa. Và khi lão hóa thì nó sẽ làm cho da của các bạn trở nên nhăn nheo, chảy xệ, kém sức sống, và từ đó da của các bạn sẽ xỉn màu hơn và dễ xuất hiện nám da tàn nhang hơn. Thì đó là câu trả lời để các chị em thấy rằng việc bổ sung collagen ngày hôm nay không đơn giản nữa, không đơn giản chỉ là làm đẹp mà nó còn giúp cho bạn hỗ trợ điều trị nám da tàn nhang một cách tận gốc, trả lại cho bạn một làn da đẹp. Bổ sung collagen thích hợp và an toàn lại giúp cho da của các bạn và sức khỏe bên trong cơ thể của các bạn, từ các cơ quan nội tạng trong cơ thể trở nên khỏe mạnh hơn rất nhiều. Bên cạnh việc thiếu hụt collagen thì nám da nó cũng có rất nhiều những yếu tố như là ánh nắng mặt trời. Nếu như chúng ta tiếp xúc với nắng mặt trời thường xuyên thì nó cũng làm cho cái collagen bị giãn nở, bị đứt gãy, làm cho da bị tổn thương và sinh lên những cái hắc sắc tố, và nó tập trung nhiều ở một nơi như là ở mũi, ở hai gò má, ở cằm, ở trán, thì nó cũng tạo nên vấn đề nám da tàn nhang. Tiếp đến đó chính là do bạn bôi mỹ phẩm. Cái vấn đề này thì thường nhức nhói ngày nay đây, bởi vì các bạn sử dụng mỹ phẩm rất là nhiều, và do chúng ta chọn mỹ phẩm không phù hợp với làn da, mỹ phẩm đó nó không an toàn đối với làn da của các bạn, và ngày nay nám da từ mỹ phẩm ngày càng trở nên nhiều, rất nhiều các bạn nhé. Và dường như nhiều người phải sống chung với nám da tàn nhang suốt cả cuộc đời vì việc sử dụng mỹ phẩm không an toàn. Tiếp đến chính là do nội tiết bên trong cơ thể thay đổi. Lúc bạn mang thai, hoặc là sau khi sinh, hoặc là khi bạn bước sang độ tuổi tiền mãn kinh và mãn kinh, thì cái nội tiết thay đổi một cách đột ngột như vậy nó cũng làm cho da của các bạn bị nám, bị sạm đi. Nhưng mà việc này thì chúng ta hoàn toàn có thể khắc phục một cách dễ dàng bạn nhé. Tiếp đến đó chính là do bạn sử dụng các loại thuốc đưa vào cơ thể, bạn sử dụng kháng sinh quá lâu nè, hoặc là bạn sử dụng các thuốc ngừa thai kể cả hàng ngày hay là khẩn cấp các bạn nhé, hay là các thuốc nội tiết khác, nó cũng tác động đến cơ thể và nó làm dẫn đến nám da tàn nhang. Hoặc là bạn bị stress quá mức nè, bạn căng thẳng, mệt mỏi, hoặc là chế độ dinh dưỡng của bạn không hợp lý, bạn nghỉ ngơi không thích hợp, thì tất cả những yếu tố đó cộng lại là những yếu tố bên ngoài tác động đến cơ thể của các bạn, làm cho bạn nám da tàn nhang. Còn cái yếu tố di truyền, khoảng 30% là yếu tố di truyền. Nếu như gia đình của các bạn có bà hoặc mẹ, chị gái gì đó bị nám da thì yếu tố dẫn đến cho bạn cũng có nguy cơ, nhưng mà nếu như chúng ta chăm sóc tốt thì dường như chúng ta không gặp phải vấn đề này. Thì đó là những cái yếu tố mà Trang muốn chia sẻ đến tất cả mọi người để cho bạn thấy rằng nám da tàn nhang nó liên quan đến rất nhiều những yếu tố, và cũng làm rõ câu trả lời cho bạn là tại sao collagen lại liên quan đến việc nám da tàn nhang rồi đó. Và bây giờ chúng ta sẽ bước sang phần thứ hai, collagen điều trị nám da tàn nhang an toàn nhất hiện nay. Rất nhiều người muốn chọn cho mình một dòng collagen tốt nhất, chất lượng nhất để bổ sung vào cơ thể, nhưng các bạn vẫn không biết chất lượng thì nên chọn những tiêu chí nào, thì bây giờ Trang nhắc lại thôi. Đầu tiên đó chính là yếu tố lâm sàng của một sản phẩm. Lâm sàng để đánh giá chất lượng của sản phẩm, an toàn tuyệt đối cho sức khỏe của các bạn. Dường như những sản phẩm collagen đưa ra thị trường ngày nay không có yếu tố lâm sàng, là một trong những cái bước mà chúng ta đưa cái sản phẩm đó vào, chính bản thân của chúng ta là người thử luôn sản phẩm đó. Thì nếu các bạn chọn yếu tố lâm sàng cho sản phẩm là yếu tố mấu chốt và chắc. Tiếp đến là phải được bác sĩ chuyên khoa da liễu khuyên dùng thì an toàn cho các bạn nè. Chọn collagen thủy phân để hấp thu tối đa vào bên trong cơ thể, chứ không phải là chọn dạng nước hay dạng bột pha lên rồi uống thì nó sẽ hấp thu nhanh. Không phải bạn nhé, thủy phân thì sẽ hấp thu tối đa, nó không phân biệt là dạng nước, dạng bột hay là dạng viên nữa. Tiếp đến đó chính là chọn những dòng collagen có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng để chúng ta yên tâm về mỗi chất lượng mà chúng ta đưa vào cơ thể. Bởi vì bạn uống vào cơ thể thì không thể nào lấy ra được rồi, không phải giống như một cái chai dầu gội đầu, chúng ta gọi không hợp và chúng ta bỏ đi và chúng ta xả nước thì nó sẽ hết. Nó chỉ kích ứng tại chỗ thôi, uống vào bên trong là cho tác dụng toàn thân, cho nên các bạn cần lưu ý đến những vấn đề sức khỏe của mình bạn nhé. Vậy có dòng collagen nào đáp ứng đầy đủ những tiêu chí đó hay không? Thì câu trả lời cho bạn là có nhé. Thì viên uống Orinale Collagen, sản phẩm độc quyền được phân phối từ Trang, thì sản phẩm này sẽ mang đến cho bạn hiệu quả chăm sóc làn da một cách an toàn và hiệu quả cũng như là tốt nhất. Orinale Collagen được bào chế từ của collagen thủy phân tiếp 1 và 3. Ngoài ra thì nó được kết hợp thêm những cái thành phần như là L-cysteine, vitamin C, vitamin E, biotin. Nó mang đến cho bạn một cái nét đẹp toàn diện cho việc từ chăm sóc sắc đẹp, sức khỏe cũng như là tóc, móng, cũng như là hỗ trợ điều trị nám da tàn nhang tận gốc cho bạn. Đây là viên uống được các bệnh viện da liễu chấp cánh hơn 10 năm qua các bạn nhé. Tại sao cùng là dòng collagen với nhau mà chỉ có Orinale Collagen mới giúp cho bạn điều trị được nám da tàn nhang, còn những dòng collagen khác thì dường như không có? Bởi vì cái thành phần hoạt chất của nó đã nói lên tất cả. L-cysteine kết hợp cùng với vitamin C và vitamin E, nó sẽ thúc đẩy cái quá trình là đào thải những cái sắc tố các sắc tố đó là melanin đó ra bên ngoài một cách tốt nhất. Đồng thời nó sẽ khôi phục lại làn da, nó giữ lại cái kết cấu săn chắc, nó bệnh lại những sợi collagen và elastin đứt gãy ở dưới da của các bạn, trở nên săn chắc, mịn màng và đàn hồi hơn. Từ đó da của bạn sẽ căng bóng, hồng hào từ bên trong ra mà sắc tố được cân bằng, thì da của các bạn sẽ hết nám da tàn nhang tận gốc từ bên trong các bạn nhé. Không đơn giản là chúng ta chỉ thoa mỹ phẩm nó làm hết bên ngoài, khi bạn ngưng thì nó sẽ trỗi dậy hoặc là nó giấu chân nám vào bên trong, và khi nó bùng phát ra thì không điều trị được nữa. Thì Orinale Collagen nó sẽ giải quyết vấn đề này cho bạn một cách tốt nhất. Thì đây là một trong những viên uống khuyên tất cả các bạn nên sử dụng đối với những người có nhu cầu làm đẹp, kể cả nam và nữ, hoặc những ai đang muốn điều trị dứt điểm nám da tàn nhang. Hãy sử dụng đúng liệu trình mà Trang chia sẻ cũng như là Trang tư vấn cho từng loại da để các bạn sử dụng đúng, an toàn để mang đến hiệu quả tích cực nhất. Và bây giờ chúng ta sẽ bước sang phần thứ ba, hướng dẫn cách sử dụng viên uống Orinale Collagen. Bây giờ là Trang sẽ hướng dẫn cho các bạn nhé. Đầu tiên là đối với những người có làn da bình thường, đơn giản muốn điều trị, muốn ngăn ngừa lão hóa, muốn cho da đẹp hơn, khỏe hơn và ngăn ngừa được nám da tàn nhang về sau đó, thì mỗi ngày bạn chỉ cần uống 2 viên Orinale Collagen thôi, chúng ta không cần phải bổ sung nhiều đâu. Nhưng mà độ tuổi từ 50 trở về sau, nếu như da đẹp mà muốn bổ sung thì chúng ta sẽ muốn điều chỉnh là 6 tháng một lần, mỗi ngày cũng chỉ cần 2 viên thôi. Còn đối với những người từ độ tuổi 40 trở về trước thì mỗi liệu trình bạn chỉ cần uống 3 tháng một lần, có nghĩa là cứ cách mỗi liệu trình 3 hoặc là 6 tháng một lần, tùy thuộc vào từng độ tuổi, thì các bạn sẽ ngưng nghỉ một tháng rồi chúng ta tiếp tục sử dụng lại bạn nhé, để duy trì mãi cái nét đẹp thanh xuân cho mình. Còn đối với những người bị nám da tàn nhang thì chúng ta sẽ sử dụng như thế nào? Ở đây nó chia theo từng mức độ được các bạn nhé. Nếu như là nám mảng thì chúng ta sẽ điều trị 1,5 tháng đầu tiên là bạn sẽ uống mỗi ngày 4 viên, tương đương với 6 hộp. Thì bạn sẽ bắt đầu duy trì từ 1,5 tháng bạn uống có 6 hộp, bạn sẽ duy trì tiếp 3 tháng mỗi ngày 2 viên nữa, thì bạn sẽ thấy làn da của mình cải thiện từ 85% đến 93% trở lên. Còn nếu như bạn gặp vấn đề về nám hỗn hợp, nám chân sâu hay là tàn nhang nặng đó, thì trong 3 tháng đầu tiên bạn sẽ uống mỗi ngày 4 viên, sau đó bạn sẽ tiếp tục duy trì mỗi ngày 2 viên liên tục nữa. Chúng ta sẽ kéo dài cái liệu trình đầu trong vòng 6 tháng để bạn cảm nhận rõ cái làn da của mình thay đổi từng ngày. Lúc này nó sẽ thay đổi cho bạn từ 80 đến 85% bạn nhé. Nhớ là tùy thuộc vào từng làn da thì nó sẽ có cái liệu trình phù hợp nhất, chứ nó không có cố định là bạn phải uống như vậy trong vòng bao nhiêu đó, thì bạn phải cho Trang biết da của bạn như thế nào để tư vấn cho phù hợp nhất. Thì các bạn có thể kết bạn Zalo trực tiếp với Trang để được tư vấn bạn nhé, và được sử dụng hàng chính hãng. Thì đối với làn da như Trang thì mỗi ngày chỉ cần uống 2 viên thôi. Thì cách dùng đơn giản, bạn uống 2 viên thì bạn có thể chia thành 1 viên vào buổi sáng sau khi ăn sáng 30 phút và 1 viên vào buổi tối trước khi đi ngủ 30 phút. Hoặc là bạn có thể uống 2 viên vào buổi sáng hoặc là 2 viên vào buổi tối đều được các bạn nhé. Thời gian buổi sáng thì nó sẽ cung cấp năng lượng cho các tế bào trở nên khỏe mạnh hơn. Còn buổi tối thì nó sẽ giúp cho bạn tái tạo, phục hồi và sửa chữa collagen trong cơ thể của các bạn một cách mạnh mẽ nhất. Và thời gian buổi tối là thời gian hấp thu collagen trọn vẹn nhất bạn nhé. Thì bây giờ chúng ta sẽ uống cùng với Trang nhé. Bởi vì muốn một làn da đẹp, một làn da khỏe, nói không với nám da tàn nhang thì Orinale Collagen là lựa chọn hàng đầu cho tất cả các bạn, đáp ứng đầy đủ các yếu tố về chất lượng, an toàn cho các bạn, từ lâm sàng cho đến collagen thủy phân, và được các bác sĩ chuyên khoa da liễu đầu ngành khuyên các bạn nên đồng hành cùng với Orinale Collagen. Như vậy đơn giản, một hộp như thế này là 350.000. Bạn có thể sử dụng 15 ngày hoặc là 7 ngày rưỡi, tùy thuộc vào cái quá trình điều trị của các bạn thì nó sẽ mang đến hiệu quả tích cực hơn. Còn việc bạn sử dụng liệu trình thì giá sẽ ưu đãi hơn rất nhiều. Nếu như bạn dùng 6 hộp thì có giá là 1.800.000. Còn nếu như bạn lấy liệu trình 12 hộp thì nó sẽ có giá là 3.240.000. Để chúng ta sử dụng mang đến hiệu quả tích cực nhất. Bạn biết không, nếu như bạn đi bắn laser thì một liệu trình như vậy thì nó sẽ dao động từ 80 đến 120 triệu đồng, tùy thuộc vào từng cái nơi uy tín bạn lựa chọn thôi. Có nhiều người nói là chỗ em bắn có vài trăm ngàn thôi thì nó rất là rẻ, nhưng mà các bạn biết không, khi mà các bạn chăm sóc không đúng thì nám quay trở lại nó sẽ nặng hơn. Tại sao lại có những cái liệu trình như vậy và có những cái giá tiền như vậy thì nó phù hợp đối với từng làn da của các bạn, cũng như là cái công nghệ đó nó chăm sóc cho bạn như thế nào và nó có tránh cho bạn những cái tổn thương về sau hay không. Thì đơn giản với những cái liệu trình đơn giản từ Orinale Collagen và cách chăm sóc cho mình, từ việc ăn uống nè, cũng như là nghỉ ngơi, cũng như là bạn hạn chế stress và bạn chăm sóc cho da mặt của mình, đơn giản là chống nắng mỗi ngày thôi, thì nó sẽ mang đến hiệu quả tích cực. Nói không với nám da tàn nhang cùng với viên uống Orinale Collagen. Nếu như bạn thấy những kiến thức ngày hôm nay có ích cho bạn thì đừng quên để lại một like cho Trang nhé. Đừng quên bấm nút đăng ký theo dõi kênh của Trang. Nhớ là bật chuông thông báo để nhận được những video sớm nhất từ Trang. Địa chỉ website chính thức của Trang các bạn có thể lên Google tìm kiếm nguyenthithuytranng.com. Xin chào và hẹn gặp lại.